Alo, xin chào các bạn. Hôm nay chủ đề của mình là bạn phải làm khác người. Nhưng mà trước khi tham gia chia sẻ ngày hôm nay thì mình mong các bạn hãy đừng tiếc gì một cái comment cũng như là một cái nhấn nút subscribe và like để ủng hộ cho kênh của mình để mình hào hứng để mình còn chia sẻ với các bạn. Và bạn nhìn cái hình đi, một đàn cá đang bơi thì chỉ có một con cá to nhất màu vàng đi ngược lại. Như vậy thì trong cuộc sống này, theo kinh nghiệm của những người thành công, họ nói rằng hơn 90% người ta không thành công bởi vì người ta theo một cái lối mòn cũ. Còn chúng ta muốn thành công, chúng ta phải đi theo một cái kiểu mới, nó gọi là phải làm khác người. Thì chủ đề hôm nay gọi là làm khác người. Rồi xin mời các bạn nhìn cái gương mặt của tôi nha. Ngày hôm nay mình xuất hiện với các bạn đây với một cái hình ảnh hơi khác, không mặc áo vest nữa. Thường ngày mặc áo vest rồi, bây giờ không mặc áo vest nữa mà mình mặc cái áo này đây các bạn. Đây cái logo này nè. Logo này là logo mà tôi là tác giả. Tôi vẽ ra cho cái trường học của tôi. Rất nhiều người vẽ nhưng may mắn mình vẽ được chọn và người ta in trên áo, người ta phát cho sinh viên bên đây. International Walking Club. Không có gì tự hào hết. Tại vì khi mình làm, mình đã đặt toàn tâm toàn ý vào mình làm và mình tin tưởng rằng mình làm mình sẽ thành công và cuối cùng thành công thật. Vậy thôi. Và ngày hôm nay trước khi đi chia sẻ tiếp, tôi sẽ gửi các bạn một cái thông tin. Đây các bạn, tôi có trong tay một quyển sách. Kể cả màu sắc tôi cũng chọn cho trường luôn đó. Đây, đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Quyển sách này rất hay. Và các bạn nên đọc quyển sách này. Mở đầu quyển sách có một câu nói như sau: có 11 người đàn ông thất vọng vô cùng cực, nói với học giả là người viết sách này đó: thế là hết rồi, tôi xong đời rồi, tất cả tiền đã hết, tôi đã mất tất cả. Nhà học giả hỏi rằng: thế anh vẫn còn nhìn thấy chứ, nghe thấy chứ, đi lại được đấy chứ? Người đàn ông kia đáp: vâng. Nhà học giả nói tiếp: vậy thì tôi cho là anh cái gì cũng còn, anh chỉ có mất tiền mà thôi. Một câu chuyện thật hay đúng không các bạn? Chỉ với một cách nhìn khác hẳn mà cuộc đời một người sẽ thay đổi từ chỗ bi quan, tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc, họ chuyển sang một cái lạc quan, có thể sẵn sàng bắt tay làm lại từ đầu. Sự việc thì vẫn cứ thế, chỉ có cái nhìn của chúng ta thay đổi và thế là cuộc đời cũng sẽ thay đổi. Và cuốn sách này nè các bạn, chính là giúp các bạn học được và nhìn nhận thấy cuộc đời này nó sẽ thay đổi theo đúng như cái nhìn của mình. Sách này rất hay, các bạn hãy tìm đọc đi nha. Rồi xin nhắc lại: đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Thì hôm nay tôi muốn chia sẻ các bạn cái điều á, trong cuộc sống này không có gì là bằng phẳng hết thưa các bạn. Mọi thứ đều rất là khó khăn nếu mà nói theo người tiêu cực. Còn nói là người thành công thì đầy dẫy những thử thách mà chúng ta đành phải vượt qua thôi. Bởi vì chúng ta không vượt qua thì coi chúng ta tiêu rồi. À, bản thân tôi nè các bạn, tôi kể bạn nghe, trước khi đặt chân qua Mỹ, nhớ những cái năm tháng đầu tiên qua Mỹ đó, khổ cực đủ điều. Mình dùng đúng cái từ gọi là nervous. À, bữa nay mình có chia sẻ tiếng Mỹ cho số anh em. Nervous, căng thẳng. Từ cái chỗ là có nhà, có cửa, nhà mặt tiền đàng hoàng nha,
Xe pháo đầy đủ nha, công việc ổn định nha, làm chủ nha. Coi như là không có thua thằng nào á, nhìn lên trên thì không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì cũng khối thằng không bằng mình. Nói câu này thế nào cũng bị chửi à. Thì qua bên đây bắt đầu con số 0, à con số 0 tròn chỉnh đó, gọi là con zero đó, tròn chỉnh. Bắt đầu start lại từ đầu. Start có nghĩa là làm từ đầu đó. Rồi đi làm hãng, làm neo, đi rửa chén nhà hàng, đủ trò hết để kiếm cơm qua ngày. Mục đích là để chính là để tìm cái gọi là tạo ra cái income. Income tiếng Mỹ nó gọi thu nhập đó. Để mà mình hàng năm á, để mình có cái tax record, nghĩa là cái bảng khai thuế, để cuối cùng thì mới build được cái gọi là cái credit. Credit có nghĩa là cái credit có nghĩa là cái thẻ, cái tín dụng của mình á, rồi build được cái income của mình và build được cái background của mình. Background là cái gọi là cái sao ta dịch sao ta cái quá khứ, không phải background, không biết sao dịch, sao giờ tiếng Mỹ không biết sao dịch đó. Thì cuối cùng vất vả 2 năm trời, thay đổi nhiều lắm các bạn. Lúc đó mà nếu mà tôi mà không thay đổi là đời tôi tiêu rồi. Một trong thay đổi đơn giản nhất bạn coi, nhục như con cá nục, mời các bạn xem. Qua bên Mỹ này mang tiếng là cử nhân kỹ sư, tiếng Mỹ tiếng Anh bên Việt Nam học, bước chân xuống phi trường ở Mỹ nghe mấy thằng Mỹ nói không hiểu cái gì luôn. À bắt đầu là khủng hoảng tinh thần, bắt đầu là nervous, à lo lắng nha. Sau đó là gì? Đổ mồ hôi hột, đổ mồ hôi mẹ, mồ hôi con luôn. Và bây giờ mình mới suy nghĩ rằng chết rồi, bây giờ mình phải bắt đầu từ đầu thôi. Học tiếng Mỹ một ngày như cái này đó các bạn, một ngày là 10 từ như thế này, giống như sáng tôi chia sẻ lại đó. Đây là cái cách học thật của tôi nè, 10 từ viết ra, học những cái gì bình thường nhất, tại vì mình đã học nhiều quá về ngữ vựng rồi vân vân rồi không hiệu quả. Mà cái khổ nhất của mình bây giờ là nghe không được, nói không được, thiếu từ vựng. Cho nên một ngày nhồi đầu cho học 10 từ như này, chẳng hạn như nhà I am nè, hungry nè, happy nè, so nè, tired nè, nervous nè, living work, hurty nè, visual nè, nó học đóng vậy nè đó. Và dán lên trên tường đây mỗi ngày mỗi coi để mà học. Đấy. Và ròng rã như vậy học coi như đó là bị căng thẳng dữ lắm. Đúng rồi, lý lịch Bích Sơn, thánh kêu Bích Sơn nghe. Bích Sơn một cô gái rất tuyệt vời, rất tuyệt vời ha, chịu khó lắm. À, vô Bích Sơn chương mà xem cô ấy là qua Mỹ bằng con đường định cư theo kết hôn với người nước ngoài đó. À, thôi bây giờ quay lại vấn đề nè. Hôm nay bạn với ông tôi chia sẻ cái video mà hướng dẫn tiếng Mỹ đó. Nhiều người cứ lấy cái bảng ra viết này viết nọ đủ thứ đủ trò, tôi khỏi cần cầm tờ giấy cây viết ghi ra là xong. Cách học tôi vậy đó, tôi khùng điên mà tôi khác người, không ai giống như tôi trên mạng hết trơn á. Tôi muốn hít gì tôi chỉ nấy, tôi muốn làm gì tôi nói nấy. Tại vì sao? Tôi không giống ai hết. Mà chính vì không giống ai thì mình mới là mình được. Còn mình giống người khác thì mình không thể là mình được các bạn. Đồng ý không các bạn? Và chính vì điều đó tôi rất ít bạn bè. Và tôi chỉ có được một số người bạn, mà mời các bạn cùng nghe họ tâm sự trên đây nha. Để coi họ nói về cái sự khùng khùng điên điên và sự khác biệt của tôi như thế nào. Và nếu hôm nay các bạn để ý, các bạn sẽ nghe bạn Bích Sơn nói về sự khùng điên của tôi cũng giống như là cái sự gọi là khác người của bạn ấy. Chúng tôi là người bị chửi nhiều nhất, bởi vì sao? Chúng tôi là một con cá đang lội ngược dòng so với những cái mà người khác đang đi đúng cái dòng chảy của nó. Mà muốn thành công thì phải đi ngược dòng thôi. Giống như máy bay đó, bạn biết không, cái máy bay mà nó cất cánh được á, nó phải bay ngược gió, còn thuận gió nó cánh không được. Thì triết lý cuộc đời nó như vậy, bạn phải đi ngược dòng, bạn phải gặp rất nhiều những cái thử thách gian nan thì bạn mới thành công được. Còn cái gì mà nó dễ quá khó thành công lắm. Rồi bây giờ mời các bạn cùng cùng làm quen với một số người anh em của tôi nha, để họ nói cho các bạn nghe về cuộc đời này nó như thế nào. Đó, và cái suy nghĩ của họ về
cuộc sống như thế nào và công việc như thế nào. Rồi mời các bạn vậy nha các bạn thân mến. Rồi đây nè, đây nè, hãy làm quen những người anh em của tôi. Thôi bây giờ coi để chỉnh cái âm thanh này đã. Ok, anh Quốc Lâm ơi, bây giờ đàn anh mời anh nói trước. Anh thấy sao ạ? Alo, alo, Quốc Lâm ơi, nghe được không Lâm ơi? Bạn nghe được không? Lên tiếng đi cho mình.